Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay mình tiếp tục quay mấy cái cần này cho mọi người xem và lựa chọn nha. Đầu tiên là một cái cần 3 khúc. Cái cần 3 khúc này nha mọi người. Đây, để mình tháo ra cho mọi người xem luôn. Cần này chất liệu là carbon. Này. Bát Fuji này. Bát Fuji nhé. Đây cái hãng của nó đây. Tenzu. Tay của nó nha mọi người. Đây. Khoan này. Ok. Khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji màu đen. Đó, khoan Fuji màu đen xám. Dòng khoan Fuji màu đen xám nha mọi người. Đấy, Fuji này, mọi người thấy chữ đâu? Fuji ở dưới góc này. Đấy. Cần này thì ngoại hình của nó gồm khoảng 90-95%. Rất là đẹp nha mọi người. Hãy khúc thứ hai đến khúc thứ ba, cần 3 khúc nha mọi người. 3 khúc. Đây. Độ cứng 30, dài 3,3 m. Ok, đầy đủ hết. Ngoại hình còn 90-95% rất là đẹp nha mọi người. Đây, bọc của nó đây. Ok. 3 đoạn thế này. Cần này dài 3,3 m này. Thu vào là 1m19 nha mọi người. Thu vào 1m19. Đột là 2,4 ly. Cân nặng là 310 g. Cây này cho số 1. Số 1 mình bán 1 triệu nha mọi người. Số 1 1 triệu. Chất liệu là carbon nha mọi người. Thứ hai là cây cần gì đây? Leo Fuji. Đây. Da băng nha mọi người. Đấy. Này. Đấy. Leo Fuji, nó có cả cái logo Fuji đây nha mọi người, Fuji. Này. Cần này thì cần mấy năm nha mọi người. Cần mấy năm. Đấy. Cần mấy năm. Khoan Fuji nhé, khoan Fuji, bát Fuji nha mọi người. Đấy. Mấy năm nha mọi người, mấy năm hết nhá. Ok, đá đi còn đầy đủ. Đấy. Cái cần này dài 1m7 này, nó chỉ có một đoạn 1m7 này thôi nha mọi người. Đây. À, đột của nó là 2,3 ly, cân nặng là 220 g, 220 g nha mọi người. Đấy. Carbon, chất liệu là carbon nhé. Cần này cần số
2 550.000. Số 2 550.000 nha mọi người. Đây. Thứ 3 là một cái cần này hiệu gì em nhìn kỹ thôi. Này. Đây là xi măng cần carbon. Đây. Đây. Dài 4,5 m, độ cứng 30 nha mọi người. Đây. Cái dòng xi măng này là của cái hãng nào đó? Hãng. Đây. Mình đo thực tế này, 4,4 m này. Nó có sai số là bình thường nha mọi người. Thu vào 1,3 m. Đọt của nó là 3 ly, cân nặng là 520 g. Chất liệu là carbon nha mọi người. Đấy. Khoan này. Khoan Fuji nha mọi người. Khoan Fuji hết. Khoan chỉ có một chỗ này bị nứt xí thôi. Nứt tí chỗ này dán xí keo lại vào đây là được nha mọi người. Dán xí keo này là vào được. Còn cái vành bên này thì chưa bị gì nè. Đó, ok. Lỗ này chấp nhận được bình thường không có sao cả. Đây, đầu bu của nó đây. Đọt khá là cứng nha mọi người. Đấy, đọt cứng nhé. Nó có tất cả là 4 lóng. 4 lóng nha mọi người. Này. Cái cần này cần số 3. Số 3. Chất liệu là carbon nha mọi người. 950.000. Số 3 950.000. Đây. Số 4 là cái cần này, Suzumi. Cần Suzumi carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Đây. Cái này ngoại hình khoảng 90% á. Đây. Bass Fuji FX7. Đó là coi cái dàn khoan của nó. Đây. Khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Xem có bị nứt bể gì không. Không. Không hề nứt bể gì nha mọi người. Không hề nứt bể gì. Đúng rồi. Để nếu mà sạc đây thì đâu. Ra. Hay là xả hết. Đang xả hết chứ. Ủa cái chi mà sạc. Sạc của cái gì đó. Từ từ. Sạc để ngầm sạc á. Ok, 1 lóng, 2, 3, 4 nha mọi người, 4 lóng. Đấy, Suzumi. Cần này dài... 39, 4 m nha mọi người. Thu vào là 1,1 m. Đọt là 2 ly, cân nặng là 280 g. Chất liệu là carbon nhé. Chất liệu carbon. Cái này cây số 4. Số 4, 900.
Tiếp theo số 5 là cái cần này. Đấy. Carbon nha mọi người, cần carbon. Đấy. Bát Fuji FS6. Hiệu gì đây? Hiệu Osaka. Cái này nội địa Nhật. Giờ phan Fuji này. Phan Fuji nha mọi người. Này, phan ISO Fuji. Này đọc của nó đây. Ngọt lắm. Hai lắm. Ba lắm. Bốn lắm. Năm lắm. Năm lắm nha mọi người. Cái cần này ngoại hình của nó cũng còn khoảng 90% á. Bát Fuji FS6 lúc nãy mình có nói rồi. Cần dài 3m6 này. Thu vào là 86cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 180g. Đây này cái số 5. $750.000 nha mọi người. Số 5 $750.000. Số 6. Số 6. Này. Đây một cái cần carbon Eco Club. Dài 2m4. Này. Bát Fuji FS6 này. Này. Đùi của nó. Đây, dòng phan Fuji, nhìn kỹ phan luôn. Không bị gãy vẽ gì nha mọi người. Carbon này. 1, 2, 3. 3 lóng nha mọi người. 3 lóng. Cái gần này ngoại hình của nó khoảng gỡ 95% trở lên nha mọi người. Rất là đẹp. Bóng đẹp luôn nè. Cần này dài 2m4, thu vào 91cm, đọt là 2,1 ly, cân nặng là 140g. Đấy. Cái này cái số 6. Số 6. 500. Số 7. Số 7 tiếp tục là một cây cần Suzumi. Đây, Suzumi nha mọi người. Cần carbon Suzumi. Đây. Cần carbon Suzumi nha mọi người. Bát này. Fuji. Dòng Stanley LX6 nha mọi người. Giá băng. Đấy. Đấy. Suzumi carbon. Dài 4,5m nè. Đọt 1.5 nhé, đọt 1.5. Đấy. Dàn khoan Fuji. Dàn khoan Fuji còn ok hết nha mọi người. Đấy, còn ok hết. Đấy. Ồ. Đầu bu chắc có bị đây. Hoang hoang tí người ta đây. Thấy có vẻ người ta vô kêu vô đồ rồi. Cứng lắm nha mọi người, cứng ok nha mọi người, không có gì xảy ra. Đấy. Đây đọt của nó đây. 1 2 3 4 lóng nha mọi người, 4 lóng tất cả. Cần này ngoại hình khoảng 90% nha mọi người. Ngoại hình khoảng 90%. Đây, chỗ này thì nó hơi khô keo một tí thôi. Không sao cả nhé, hơi khô keo thôi. Đây. Dù đồ vẫn còn ok này. Chỗ này hơi khô keo một tí thôi. Cái cần này dài 4,5m, thu vào là 1m14, đọt là 1,5 ly. Cân nặng là 160g. Đấy. Số 7. 800.
chất liệu là carbon nha mọi người. Số 8 tiếp tục là một cây cần Eco Club. Cây cần này chất liệu là carbon nha mọi người. Ồ, để xem được. Xem lại thì cây cần này phải carbon không đã chứ. Ok, cần carbon nha mọi người. Cần carbon nhưng mà khoan bát không phải, khoan bát không phải Fuji nha mọi người. Khoan bát thường thôi. Dòng này cái dòng giá rẻ hơn. Này. Khoan ok nha mọi người. Đây, đầu của nó đây. 1 2 3 4 giống nha mọi người, 4 giống. Và hình của cái cần này khoảng 95% trở lên, 95% trở lên, rất là mới luôn. Cái cần này dài 3m3, thu vào 93cm, độc là 1,8 ly, cân nặng là 230g. Này cây số số 8. Số 8, 400. Số 8, 400 nha mọi người. Số 9. Số 9. Tiếp tục một cái cần carbon. Này, lua. Lua rút nha mọi người. Cái cần này lua rút nha mọi người. Đấy. Gì đây? XX sensor SS 903 TX gì đây. Đấy. Bát vặn thường này. Dàn dàn khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Bát thì bát hãng. Khoan khoan Fuji nha mọi người, khoan Fuji. Đấy, để mình xem có gãy nứt gì không nhé. Ok, ngon, không gãy nứt gì nha mọi người. Không gãy nứt gì. Khoan, không gãy nứt gì. Đấy. Carbon, ngon luôn. Đấy. Lua rút nha mọi người, cần lua rút. Đấy. Cần này ngoại hình khoảng cỡ 80-85%. 80-85% nha mọi người. Dài 2m7, thu vào là 1m. Độc là 2 ly, cân nặng là 220g. Cái này cây số 9. 700. Số 10. Số 10. Số 10 tiếp tục là một cái cần Suzumi nhé. Cần Suzumi. Cái cần này chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Chất liệu carbon. À, nó là độc độc số 1 nha mọi người, độc số 1. Dài 5m3 này. Đấy. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. 85-90%. Dàn phan. Đấy. Phan Fuji, bát Fuji. Đấy. Đọc số 1 này. 1 2 3 4 5 giống nha mọi người. Có 5 giống tất cả. Bát Fuji Stanley LS6 này.
Căn này dài. Ồ, sai số lớn này. Dài 5m1. Có lẽ là người ta hạ bớt độc rồi cho nó cứng rồi. 5m1, thu vào là 1m15. Độc là 0,8 ly. Căn nặng là 240 g. Cây này cây số 10. Số 10, 900. Số 10 là cái cần Ryobi. Ryobi chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Đấy. Chất liệu carbon. Cần Ryobi. Đây, dòng này đây. Đấy. Cần này giống như kiểu cần tay máy phụ á, đây. Kiểu cần tay máy phụ nha mọi người. Đấy. Khoan cái còn ok nha mọi người, khoan cái còn ok. 1 giống, 2 giống, 3 giống, 4 giống nha mọi người, 4 giống. 4 giống. Đây. Phần cái ok luôn nha mọi người, phần cái ok luôn. Đấy. Bát Fuji FX5 này. Ryobi. Đây, cần này dài 3m6, thu vào là 1m03, đột là 0,7 ly, cân nặng là 110 g, rất là nhẹ nha mọi người. Đây là cái số 11. 600. Ngoại hình của cái cần này khoảng 90%. Tiếp theo. Số 12 là một cái cần tay carbon. Cần tay carbon của Daiwa nha mọi người. Cần tay carbon của Daiwa. Đọt của nó đây. 1 2 3 4 5 6 6 giống tất cả nha mọi người. 6 giống tất cả. Cần này dài 5m3, thu vào là 1m05, đột là 0.8 ly, cân nặng là 210 g. Đấy. 210 g. Cái này cây số 12. 700. 12.700 nha mọi người. Mười ba tiếp tục là một cái cần carbon này. Này của cái hãng gì ta, nội địa Nhật đây rồi nhưng mà không biết cái hãng gì đây, mắc mất một cái tem hãng rồi. Chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Ngoại hình của cái cần này khoảng này, để coi dưới này có chữ gì không. Excellent tool. Ngoại hình của cái cần này khoảng 80% nha mọi người. Đây. Đọt của nó đây. Hết cái vải luôn rồi. Đọt của nó hết cái vải để cọc cước luôn rồi. 1 2 3 4 5 6 Cần này dài 5m2, thu vào là 1m, độc là 0,7 ly, cân nặng là 140 g nhé. Cái này cái số 13. 13. 650.000. 13, 650.000.
làm cái nước này đau họng quá. Đây 14, tiếp theo là một cây cần tay carbon nội địa nhật nha mọi người, chất liệu là carbon rồi. Ngoại hình của cái cần này khoảng đây, chỗ này nó hơi tróc tróc như thế này, cái này khoảng 80% đấy, do cái chỗ tróc đấy chứ không bình thường nhìn cái này cũng được 90% nha mọi người. Đây đọt của nó đây, 1 2 3 4 5, 5 giống nha mọi người, 5 giống. Cái cần này dài 4,4 m, thu vào là 1,04 m, đọt là 0,8 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 14, 500 nha mọi người, 15. Tiếp theo là một cây cần carbon tiếp, cần tay carbon. Đấy. Đây, cần này thì ngoại hình của nó, đây, hình của nó khoảng cỡ 85% nha mọi người. Đấy, đọt của nó này. Ok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 giống nha mọi người, 9 giống tất cả. Cần này dài 4,4 m, thu vào là 57 cm, đọt là 0,7 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cây số 15, 450, 15, 450. Số 16, 16 là một cây cần hiệu Apollo, chất liệu là carbon nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 85-90%. Đấy, đọt của nó đây. Sao người này mắc rút không lên ta. Đọt tới đây thôi. Đấy. không biết cái đọt này có phải phải đọt của nó không, là hay là thay đọt, người ta thay đọt cứng hơn rồi đó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12, giống tất cả nha mọi người. Cần này nó ghi made in Japan luôn này. Cần này nó ghi made in Japan luôn. Đấy. Ồ, 5,4 mà giờ mình đo còn 4,8, có nghĩa là người ta thay cái đọt cứng hơn rồi nha mọi người. Người ta thay cái đọt to hơn rồi. Người ta không có cái đọt mảnh nhỏ nữa mà người ta thay cái đọt to hơn rồi. À, dài 4,8, thu vào là 59 cm, đọt là 1 ly này. Cái đọt nguyên bản của hắn hình như là chỉ có là 0,6, 0,7 thôi. Nặng 180 g nhé. Mọi người ưng thì về mọi người thay cái đọt khác nhé. Cái này cái số cần tay nó có cái hay chỗ là mình muốn là mình về mình thả cái đọt khác vào mình cao tùy theo cái độ quan tay của mình nhé. Với lại loại cá mình cao. Cần này cần số 16 500 16-500 nha mọi người.
17. Cần này còn nằm trong bao luôn. 17 là một cái cần Daiwa. Cần Daiwa rất là mới nha mọi người. Ngoại hình của cái cần này khoảng 95% trở lên. Đây, Bass Fuji FX7. Đây. Đọt số 2. Dài 5x3. Cần này zoom nha mọi người, zoom. Cần này cần zoom nha. Zoom. Zoom hình như 4x7, 5x3 hay là này, cần này cần zoom cái này nhé. Chỗ này là để zoom nhé. Cần này zoom. Phan Fuji hết nha mọi người. Còn phan Fuji này. Đó, phan dòng phan còn ok hết. Đầu bu ngon luôn. Đấy. Đọc. Cần này là carbon nha mọi người, carbon. 1 2 3 4 5 6 6 giống. Đây, nó có zoom một đoạn này nè. Nè. Cần này 4x7 5x3 nha mọi người. 4x7. Zoom 4x7 5x3. Cái cần này thì Taiwan. Taiwan xuất Nhật nha mọi người, Taiwan xuất Nhật. Đấy, Taiwan xuất Nhật. Đây qua Taiwan xuất Nhật. Ngoại hình của nó thì 95% trở lên, rất là mới. Như mới luôn. Đây. Nhìn hàng này giống giống hàng showroom luôn nha mọi người. Cái đế nó chưa mòn chi luôn. Chưa mòn, chưa sử dụng luôn. Đấy. Nè. Nó zoom từ 4.4 đến 5.3 này, 4.4 đến 5.3 nha mọi người. Thu vào là 1m04, đọt là 1,3 ly, cân nặng là 220 g. Cái này cây số 16. 17 chứ. Ngoài. Chờ một tí nha. Này số 17. 17 1 triệu nha mọi người. Mười bảy một triệu. 18 là một cây cần tay. 18 là một cái cần tay Daiwa nha mọi người. 18 là cái cần tay Daiwa. Chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Đây. Dòng crop carbon. Đấy. Đọt của nó đây. Ủa, khá là mạnh dễ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 giống nha mọi người. Này, carbon xoắn X này. Cần này ngoại hình của nó khoảng 90-95% nha mọi người. Rất là đẹp. Đây. Cần này dài 7m1. 7m1 nha. Thu vào là 1m. Đọt là 0,7 ly. Cân nặng là 280 g. Cái này cây số số 18. 18 1 triệu. 18 1 triệu nha mọi người. Này, 19 tiếp tục một cái cần tay Suzumi. Cần tay Suzumi chất liệu là carbon nha mọi người, chất liệu là carbon. Đọt của nó này
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giống nha mọi người, 10 giống tất cả. Cân này dài 4,4 m, thu vào chỉ có 56 cm thôi. Đột là 0,7 ly, cân nặng là 140 g. Đây này cây số 19. 19. 450 nghìn. 19 450 nghìn nha mọi người. Tiếp theo số 20 là một cây cần tay. Cần tay ráp khúc của thằng Olympic nha mọi người. Cần tay ráp khúc. Đây. Cần tay ráp khúc của Olympic. Chất liệu là carbon nhé. Cần tay ráp khúc của Olympic, chất liệu là carbon. Cần này thì để mình đếm số giống cho mọi người thôi chứ mình cũng không ráp vào nữa. Giờ lau lắp. Một, hai, ba, bốn, năm giống. Năm giống. Cần này năm giống nha mọi người. Năm giống. Này, năm đoạn. Năm đoạn. Cần tay ráp khúc carbon hiệu Olympic. Này, cần này dài 4,8 m. 4,8 m. Thu vào là 4,8 m. Thu vào là 1 m nha mọi người. Thu vào là 1 m. Đột của nó là 0,7 ly, cân nặng là 220 g. Đấy. Cái này cây số 20. 20. Ngoại hình của nó thì khoảng 95% trở lên nha mọi người. 20. 1,2 triệu. 20 1,2 triệu nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video này của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giúp mình là 0786 555 5599. Mình ở Đà Nẵng. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship nha mọi người. Và mọi người á, hàng đấy thì mọi người vui lòng là kiểm tra hàng cẩn thận giúp mình, xem có bị sai sót gì so với trên video hay không, hoặc bị bể vỡ gãy nứt gì đó trong quá trình vận chuyển thì điện thoại cho mình để giải quyết ngay lúc đó luôn nha mọi người. Còn mình sẽ không giải quyết những đơn hàng mà cứ nhận bừa xong rồi bắt đầu với báo mình là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.